sau gần một ngày, không phải là một ngày, gần một ngày đâu mà sau đúng một ngày nằm bẹp thì hôm nay Nhung đã dậy và đã đi ra ngoài rồi. Nhung đang ở cái ngã tư Trường Chinh này. Nhung đang ở 55 Trường Chinh. Đó, đối diện với cả cái siêu thị Media Mart kìa. Đó. Chờ sếp Tuấn, sếp Hùng và em Thu Vân để đi sang văn phòng Long Biên. Thì hôm nay bên Long Biên thì có rất là nhiều những cái hoạt động mà quan trọng mà không thể nào mà không có mặt được. Cho nên là hôm nay thì kể cả có uống thuốc giảm đau mà đi Nhung cũng sẽ vẫn uống. Sáng hôm nay thì đúng là Nhung đã uống thuốc giảm đau rồi, cho nên là nó cũng dễ chịu hơn chút. Thực sự là đã chuẩn bị cái tinh thần là 2 ngày nằm bẹp rồi đó. Thế nhưng mà công việc đến thì vẫn phải đi thôi. Thế và Nhung cũng vẫn đang chiến đấu kiên cường với cái căn bệnh u xơ tử cung của mình mà nó cũng khá là to rồi. Nhung biết là nó khá là to bởi vì là theo cái diễn biến mà bệnh của mình ấy thì mình cũng biết là nó cũng chắc là nó cũng tầm khoảng là trên 5 cm rồi đấy, bởi vì là thấy rất là đau. Thế nhưng mà thôi, phải cố gắng thôi. Biết là kia có phải không nhỉ? Có phải xe công ty không nhỉ? Mọi người đang ở ngã tư Sở về đến đây thì Nhung xin phép tạm dừng cái video này ở đây nhé. Hôm nay Nhung sang Long Biên, Nhung sẽ cập nhật rất là nhiều những video ở bên Long Biên tới các cô chú và anh chị nha. Chúc mọi người một buổi sáng thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng nhé. Thế còn cuộc sống thì nó có muôn vàn khó khăn và muôn vàn bệnh tật chúng ta phải vượt qua thôi, còn cách nào khác, đúng không ạ? Và chúc anh chị em một ngày mới thật nhiều niềm vui nha.